Xin lời tự động cùng Techcombank. Tiền tự lời, bạn thảnh thơi. Tết Hậu là Tết đoàn viên. Comfy điều hòa châu Âu. Đó, em có em luôn đó. Có mày luôn đó. Rồi em núp phía sau thôi, chúng tôi chỉ dễ nhảy chứ xương khớp nhảy nổi gì thôi. Góc gì nhẹ, góc gì nhẹ. Góc gì. Em sẽ nhảy hết sức mình, sẽ nhảy thật là căng. Thôi chúng tôi chỉ dễ nhảy chứ xương khớp nhảy nổi gì thôi. Góc gì nhẹ, góc gì nhẹ. Góc gì. Có ai thấy bố gấu đâu à? Bố gấu đang lặng lặng một góc tập nhảy nãy giờ trong kia. Là một dòng chữ. Chữ gì vậy? Có người yêu chiều như là Orange muốn có người yêu trong năm nay. Có được không có thì cũng không sao, nhưng mà có thì vui thôi. Người như thế nào sẽ khiến cho Orange đây chiều như bông? Tại sao lại là chiều như bông? Ý là cũng cái này là câu hay đùa về kiểu người yêu chiều mình nó đi chiều ấy, được chọn một màu để đại diện cho năm sau của mình đó sẽ là năm sau chắc là năm màu cam, màu cam nha. Oh.
năm sau là Cam sẽ xuất hiện rất là nhiều, cho nên là hứa hẹn nhiều dự án mới. Đúng vậy, năm sau sẽ là năm rực rỡ nha. Là ngoài việc muốn có người yêu, muốn rực rỡ trong sự nghiệp thì còn cái thông điệp với chính bản thân mình không? Chính bản thân ạ, chỉ mong là sẽ cười nhiều lên, hy vọng là năm sau sẽ cười nhiều hơn và dũng cảm hơn trước những quyết định của mình. Bây giờ mình vẽ cái gì vậy ta? Sao lại vẽ cái hình nốt nhạc này ạ? Nốt nhạc là tượng trưng cho năm sau là mình rất là muốn ra nhạc. Ra nhiều bài nhạc và sẽ được mọi người đón nhận thật nhiều luôn. Tự màu mình ra mình hình trái tim. Sự nghiệp có rồi, mình tình yêu lương duyên gì à? Mình tình yêu với âm nhạc được không? Tình yêu với em nhỉ? Vô cam nó là thẳng thắn nói là muốn có người yêu kìa. Thôi bây giờ với âm nhạc thôi, người yêu distract lắm. Cái tập mà hậu trường cơn sốt trong Messenger á, mọi người cũng để ý được là các người nam rất là quan tâm. Các người nam? Các người nam cũng có hả? Người ta xé bánh chén, người ta từ đó tới giờ chưa bao giờ nhắn tin luôn. Là hai anh em thân thiết thôi chứ cũng không. Nhưng mà chưa gì là chị Sứa đã chặn rồi. Có nghe lời khuyên gì về tình yêu của chị Sứa chưa? Em không yêu rồi. Ủa như em khóc được rồi. Em khóc được rồi. Em không được rồi. Em không như hết thuộc rồi. Sorry em chưa học lời. Bây giờ tiếp theo là gì? EPs nha. Em đang nghe được một cái thông tin là biết đâu chị An đọc rap. Đấy, hôm nay là mình giao lưu với rất nhiều rapper luôn nè. Đúng thì rồi. Ai thì biết đâu mình gọi người đó mình thích chung. Yes. Phải mình bí mật mới được. Mình có Pháp Kiều nè. Pháp Kiều. I love you. Và mình có Ogenus nè. Ogenus. Mình có Đức Bộ Tu Ti nè. Trời ơi, tay núi chất. Như có yêu thứ hai nữa. Người ta thích yêu thứ hai. Yes. Nói chung là mấy bạn trẻ rất là talented. Mấy bạn rất là tài năng luôn. Chị ở gần mấy bạn thôi là thấy một nguồn năng lượng kinh khủng rồi. Thật là chị thấy Dương Ad Quang Hùng giống nhau. Đúng rồi. Có ai nói hai tụi mình giống nhau không? Dạ, kêu qua. Quang Hùng với lại Dương có ai từng nói hai tụi mình có nét giống nhau không? Rồi. Nhưng mà không. Giống không? Cũng có nha. Đó. Lại giống dữ chưa? Lại giống có dữ mặt chưa? Đồ màu xanh nè, mấy giờ trắng. Thấy cái nét mặt hai người có đúng không? Mà mình có cái tiết mục nhảy là trên máy chạy bộ đúng không? Dạ đúng rồi. Là thuộc bài chưa? Thuộc rồi chứ. Em chắc em vẽ đẹp chưa? Em có coi lại clip của em chưa? Chuyện ghê vậy, sao chị hù em vậy? Trời bây giờ mọi người có thể hiện một chút bộ đạo của mình từng người một làm trước nhá hàng không? Rồi, giờ trả bài hả? Trả bài. Làm cùng nhau chứ kinh. Săn lùng quang hùng. Làm chiêu ngay. Oh, okay, keep, let's go. Cậu bán nhịp điệu hả? Mèo đi anh, em đỡ cho. À có tiếng con mèo. Đó, có miếng bé này không rơi nữa nè. Chắc tình lộn xuống cái gió trời không? Thôi em lộn thử coi tình. Thôi chưa tiến nha. Để cho em nó thể hiện. Dễ mà. Ok quá trời. Tí nữa đi các bạn được thấy. Ok. Sống 24 và lúc 19:30 đêm giao thừa trên Vion HD.
TV2 V Channel on V giải trí on V Dramas.